Chào các bác nhá, lại là em Vũ Siêu Auto đây. Và em hôm nay mang đến cho các bác những cái mẫu bán tải đang có mặt tại nhà em. Nói chung là thôi cắt lỗ cắt ế làm sao mà cho nó trôi nhanh các bác ạ. Thời điểm này là một cái thời điểm thực sự là cực kỳ khó khăn. Trước thì một ngày bán tầm khoảng 20 con, 30 con. Nhưng mà đợt này thì một ngày bán 5-10 con thôi. Chậm thật, phải nói là quá chậm rồi anh em ạ. Và đây em báo giá luôn bán tải cho các bác nhá. Nhà em thì bán tải rất là nhiều vì là liên kết cửa hàng trên toàn miền Bắc. Các bác nào yêu dòng bán tải nào, các bác chỉ cần điện thoại đặt hàng thôi, em sẽ có xe cho các bác luôn. Còn tại cửa hàng em ở bên Đông Sơn thì bây giờ là em có tầm khoảng hơn chục con bán tải thôi. Nói chung là đợt này bán tải chạy chậm nên là em cũng không bốc về nhiều. Đấy. Đầu tiên là em có một con Forerunner Wildtrak 2014 các bác nhá. Nhập Thái, máy dầu 3.2, số tự động. Biển Quảng Ninh cũng rất là đẹp luôn, 14C22626. Con này là một chiếc bán tải máy dầu bản full 3.2 Wildtrak, mà nói cho các bác là dòng này đi sướng hơn hẳn dòng Biturbo. Biturbo thì công nghệ vậy thôi nhưng mà hay hỏng, mà đã hỏng thì tiền thì cứ tiền tấn. Còn cái loại này thì nói cho các bác đã sửa không bao giờ phải suy nghĩ, mà xe thì rất là đẹp, màu bạc, khỏe, trẻ trung với la răng đúc, đấy, la răng đúc đen xì luôn. Con này là máy dầu 3.2 nhá, chạy cực kỳ ok. Đấy, dòng xe bản full 2 cầu, số tự động, đấy, 2 cầu điện, số tự động, có màn hình đầy đủ. Đấy, full chức năng điều hòa auto. Đấy, nội thất của xe vẫn còn đẹp và em này thì có lắp thùng sau nhá. Xe bao đẹp, bao chất mà chiếc xe này thì em đang bán cái giá nó chỉ có hơn 4 đồng. Chính xác là 498 triệu đồng. Nhưng mà bác nào yêu cái là anh em mình bàn giá lại nhá. Vâng, 498 triệu đồng bàn giá lại con này. Tiếp tục bên này là một chiếc Lexus Navara bản SL 2017. Đấy, nhập Thái, máy dầu, số sàn. Con này đi cực sướng luôn mà giá nó rẻ các bác ạ. Vâng, chỉ có hơn 400 triệu các bác đã có ngay được chiếc Lexus Navara biển 97 Bắc Cạn 02416, xe đẹp căng đét luôn, không có lỗi lầm, không có đối thủ về chất luôn. Hơn 400 triệu các bác nhá, rất rẻ, đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2023. Em này thì bán là 468 triệu đồng, hạ giá cho các bác rồi. Bác nào mà yêu thích một chiếc Nissan Navara bản số sàn khỏe khoắn lành bền thì cứ chơi con này. Ok. Đấy, con này thì đi cực sướng luôn nhá. Nói thật các bác là thời điểm này là em quên con này là một cầu hay hai cầu rồi đấy. Cứ phải mở ra vì nhà em nó nhiều xe. Lắp thùng thấp các bác nha, lắp thùng thấp. Em này là bản hai cầu điện, vâng, hai cầu điện số sàn, có màn hình, có cam lùi đầy đủ à. Đấy, hai cầu điện nhá, xe rất là ngon luôn, mà giá là 468 triệu đồng. Tiếp tục bên này là một chiếc Forerunner bản XLS số tự động, một cầu, máy dầu 2.2. Bản này thì cũng khá là ok, biển Hải Phòng 15C39228. Con này thì được cái là chơi quả 6 cái quả đèn bi này là quá uy tín luôn. Mà em này bây giờ em bán cái giá là 479 triệu đồng. 479 triệu đồng các bác nha. Vâng, bản máy dầu 2.2, máy còn zin, xe còn cứng và cam kết là không có lỗi lầm. Dàn lốp mới tinh, đấy, có lắp thùng thấp, có lắp thùng rồi. Về là các bác không phải làm gì nữa rồi. Nội thất màu cam đẹp như quay trách, đấy. Vô lăng củ số mượt mà, có ga tự động đầy đủ. Tuy nhiên này em này thì thiếu cái màn hình, có gương chiếu hậu chống chói, có sấy đầy đủ nhá, nhưng mà thiếu đúng cái màn hình thôi. Đấy, 6 quả đèn bi, đấy, quả chiếu sáng đi đêm thì cực kỳ tốt. Nhiều bác lại gọi là cào bàn phím bảo với em rằng là con này không đăng kiểm được thì đâu, bác nào bảo không đăng kiểm được thì đưa em nhá, đăng kiểm bình thường, bao đăng kiểm luôn nữa, không cần phải trình bày câu thứ hai. Đấy, hàng đẹp thì bao chất bao đẹp cho các bác. Mà em này đăng kiểm đến tận tháng 6 năm 2024 cơ các bác ạ. Nghĩa là như nào? Nghĩa là em vừa mới đăng kiểm xong. Thế nên thế em mới nói được câu là để em đăng kiểm cho. Đấy, 6 quả đèn bi đăng kiểm bình thường nhá. Còn bác nào mà không nắm rõ về luật đăng kiểm thì đừng gõ bàn phím nhiều, mang tiếng ra. Tiếp tục là một chiếc Mazda BT50 đời 2013, nhập khẩu, máy dầu 3.2 bản full 2 cầu, số tự động. Đấy, con này hai cầu điện chạy cực sướng luôn. Và cái dòng BT50 là một cái dòng xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, rất là lành và khỏe luôn, chắc chắn luôn, yêu luôn. Và form xe cũng rất là cứng cáp. Em này thì tưởng là 5-600, ai ngờ chỉ có 369 triệu đồng. Một cái mức giá mà nói thật các bác là năm trước là con này đang bán, năm kia,
Năm kia đang bán là 430, về sau là xuống là 401, còn bây giờ là đấy có 369 triệu rồi các bác ạ. Xe ngon, máy gầm chất cứng cáp nhá, biển 23C03800. 23C ở đâu thì nó đấy, cuối cùng là 23 là biển Hà Giang các bác nhá, quê hương của Tam Giác Mạch với núi đá Cao Bằng. Vâng, tiếp tục bên này ta có một chiếc xe bán tải một cầu số tự động Ford Ranger XLS 2015, biển Ninh Bình, 35C1159. Em này thì tương đối khá là ngon đấy, máy dầu khỏe khoắn, động cơ máy 2.2, ăn dầu rơi vào tầm khoảng 8 lít dầu trên 100 cây. Dòng này thì là một mẫu bán tải khá là ok với cái khả năng lai tải kéo rồi chở hàng, chở đồ các thứ là ok. Nội thất của xe thì là nội thất ghế da xịn sò, điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng bình thường. Cầu số thì con này là một cầu, nói chung là dẫn động cầu sau thì không có gì cần phải bàn cãi cả. Và chiếc xe này thì em bán cái giá là 455 triệu đồng. Em này thì không có nắp thùng các bác nhá, 455 triệu đồng và không có nắp thùng. Các bác nào mà muốn một chiếc xe Nissan Navara thì em lại có một chiếc hai cầu số sàn cho các bác ơi. Nissan Navara bản SL 2013, hai cầu số sàn, máy dầu 2.5 nhập khẩu. Dòng này thì được cái là form nó rộng, to, hầm hố, khỏe, lành. Đấy, bốn dàn lốp vẫn còn rất là mới, nội thất tươi. Và được cái là máy thì chất, dòng này thì đi mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 8-9 lít dầu trên 100 cây. Ăn dầu kiệm và được cái là giá nó rẻ, chỉ có 338 triệu đồng mà con này thì em vẫn có bớt cho các bác luôn nhá. Em này thì có cả nắp thùng cao, em nó vứt ở đằng sau kia kìa. Đấy, ba cái nắp thùng cao, các bác thích chọn cái gì cũng được. Và được cái là đăng kiểm của em này đến tháng 10 năm 2023, xe vẫn còn ngon, bao cứng bao đẹp cho các bác luôn nhá. Biển 29H48025. Đấy, xe còn rất là ok cho các bác luôn. Thế còn bác nào mà muốn mua một mẫu bán tải Isuzu thì em còn duy nhất một chiếc Isuzu D-Max này thôi. 2011, đấy, máy số còn zin, xe còn rất là cứng luôn, form xe cứng đét luôn, toàn bộ dàn lốp xe dày mới, có nắp thùng cao, xe đẹp, biển thủ đô Hà Nội 29C15118. Và con này thì được cái là nội thất ghế da ngon lành cành đào, thùng bệ ngon, máy khỏe, gầm chắc. Và em này thì em đang bán với cái mức giá là chỉ có 208 thôi. Em này 208 mà yêu thì lại giảm giá tiếp, nói chung là muốn bán rồi. Con này cũng là một chiếc xe để lâu lâu nhưng mà thôi đấy, 280 triệu các bác nào mà thích thì các bác có thể là qua nhích luôn con này. Đấy, xe ngon, bao chất, bao đẹp thì các bác, máy số còn zin nhá, máy zin từng con ốc luôn. Đấy, em này không phải bán tải rồi nên em sẽ không bán. Vâng. Bán tải nhà em có tầm hơn chục con thôi chứ không nhiều. Đấy. Tiếp tục bên này là một chiếc xe với cái giá hơn 500 thôi. Mitsubishi Triton form mới 2020, xe đẹp, biển Hải Phòng, 15C36911 41. Con này thì được cái là form nó như là bọn Expander mới ra, và Expander hoặc là cái dòng xe Ace đó. Vâng, xe rất là ngon. Đấy, máy dầu nhập khẩu, động cơ máy dầu là 2.5, số tự động một cầu. Em này thì được cái là, thưa các bác, là nó còn zin từ dàn lốp cho đến nội ngoại thất xe, máy thì sáng như đèn pha ô tô. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 11 năm 2023, chất xe cứng và cái này là form mới nhá. Xe đẹp, bao zin toàn tập và lướt mới được có 2 vạn thôi. Đấy, chất cứng và xe ngon như thế này mà giá nó chỉ có hơn 500 thôi. Thực sự là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Mẫu xe máy dầu số tự động một cầu. Bác nào mà yêu thích dòng Ford Ranger đời 2012 thì em có một con 2012 đây. Bản XLT form mới nhá, xe rất là đẹp, nhập Thái, máy dầu 2.2, 2 cầu. Số sàn biển 14C05588. Em này thì đang bán cái giá là 348 triệu đồng. Nói chung là bác nào mà yêu thì giảm giá kịch sàn cho các bác con này, để đảm bảo thoải mái cho các bác luôn nhá. Em này thì không có nắp thùng. Đấy, không có nắp thùng. Xe rất là cứng luôn. Đấy, số sàn hai cầu, xe chạy đẹp luôn nhá. Ngon lành cành đào, màu vàng. Con này thì em bán được cái mức giá là 348 triệu đồng, có giảm bớt nhá. Tiếp tục bên này thì em có một chiếc Ford Ranger XLT 2009, form cứng và cái dòng này thì tương đối là khá là ok. Em này để lâu ấy là hết ắc quy, thì cái này em đang sạc rồi, ắc quy mới tinh các bác ạ. Biển Nam Định 18C09823. Em này thì được cái là dàn lốp rất là dày, máy sáng như đèn pha ô tô, ngon lành cành đào. Đấy, có nắp thùng cao, nội thất da tươi và đăng kiểm thì bác nào mà mua là bao đăng kiểm mới luôn các bác nhá. Giá em này đang bán là 290, có giảm kịch sàn cho các bác, giảm thêm 20 triệu nữa đi.
270 triệu trước Ford Ranger XLT 209 này. Con này đời 209 thì nhiều bác giật mình bảo sao giá nó vẫn còn cao thế, thì thưa các bác là chất nó đi kèm với xe. Nói chung là chất xe thì quá ok rồi. Đấy, hai cầu số sàn nhá. 270 triệu. Bán nhanh không em lại đổi ý. À, con này em lại đổi ý nữa là giảm giá tiếp đấy. Bên này thì em còn một chiếc Mitsubishi Triton đời 2017 màu trắng nhá. Đấy, toàn bộ dàn lốp vẫn còn mới, điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng bình thường. Biển 88 Vĩnh Phúc 20751. Xe ngon bao chất, màu sơn trắng đẹp. Đấy, sạch sẽ ngon lành cành đào. Xe thì máy dầu, một cầu số tự động. Con này đi thì bao phê bao đẹp cho các bác luôn. Mà giá em này thì em bán nó chỉ có 498 triệu đồng thôi. Vẫn giảm cho các bác thoải mái luôn. Đăng kiểm đến tháng 7 2023. Đấy, chất xe thì vẫn còn cứng và xe thì không có báo lỗi lầm gì cả. Đấy, gầm cầu sáng nhá, xe sạch sẽ và ngon lành cành đào. Em BT50 2017 này thì bán rồi, cọc rồi. Bây giờ là để ở đây thôi. Thế nên là rất chia buồn với bác nào mà yêu thích dòng BT 2017 form mới mà bỏ qua chiếc xe này. Em này thì em bán cái giá nó chỉ có hơn 400 thôi các bác nhá. Đúng hơn 400 triệu thôi. Đấy, xe rất là rẻ. Bên nhà em thì bán tải chỉ còn có tương đấy thôi. Còn đâu là những cái mẫu xe 7 chỗ, 4 chỗ thì còn rất là nhiều. Các bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe này thì các bác có thể là qua bên em xem xe trực tiếp, lái thử xe và trải nghiệm luôn. Và cũng rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời mang về cho mình và người thân. Đấy, bán tải quên lại cứ đi quay mấy em sedan hạng sang. Ok, cảm ơn các bác nhá. Xin chào tạm biệt. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.